thương này đi. Cậu bé khổ lắm, từ khi nhặt được chiếc quần thần kỳ này, mỗi lần móc từ trong túi quần, Matt chỉ móc được 100 đô, một ngày cũng chỉ móc được 1 triệu đô, tay Matt mệt muốn gãy luôn, nhưng cậu lại không biết tiêu thế nào. Matt đành đưa cậu bạn David đến siêu thị mua đồ chơi, cái nào đắt thì mua cái đó. Họ thích một cái điện thoại, thế là mua luôn 10 cái. Khi ăn cơm họ gọi hết món ăn trong menu, đến lúc thanh toán thì cực kỳ sảng khoái. Trên đường về nhà, Matt mua một chiếc xe sang 40m, thậm chí cũng mua luôn cả tài xế. Mỗi ngày họ cứ tiêu tiền như vậy, suýt thì khiến bản thân mệt chết. Ánh mắt của các cô gái nhìn họ như icon thứ hai trong điện thoại của bạn. Matt vốn là một đứa trẻ nhà nghèo, cậu với David làm thêm ở nghĩa trang để kiếm chút tiền tiêu vặt. Nhưng hôm nay khi hai người đi bơi, có mấy tên chơi xấu lấy mất quần áo của họ. Hai cậu bé đành phải tìm quần áo cũ rách ở thùng rác gần đó. Matt tìm thấy một cái quần bên cạnh thùng rác. Khi cậu bé đi mua sách mới nhớ ra mình không đem tiền, nhưng Matt vừa cho tay vào túi lại móc ra tờ 100 đô. Điều thần kỳ hơn là cậu bé lại móc thêm được tờ 100 đô khác. Hóa ra mỗi lần có thể móc được 100 đô từ chiếc quần này. Matt nói bí mật này cho David biết, thế nên hai người liên tục móc tiền, cho đến khi phòng ngập trong tiền. Sau đó họ lấy tiền để tắm. Sau khi có tiền, hai cậu bé cũng không cần đi làm, mà tìm mấy người lang thang làm thay họ. Thấy căn phòng toàn tiền nhưng tiêu mãi không hết, cũng khiến hai cậu bé rất đau đầu. Họ đành chơi game để quên đi những phiền não này. Khi bố Matt về nhà, hai cậu bé vội giấu đồ chơi đi. Nhưng đến hôm sau, bố Matt vẫn phát hiện ra mấy món đồ chơi này, còn hỏi cậu có phải đã trộm tiền không. Matt thấy rất ấm ức, cậu chạy thẳng ra khỏi nhà. Kiếm tiền khó nhường nào đây, Matt chỉ cần cho tay vào túi quần thì có thể lấy ra vô số tờ tiền. Matt biến căn phòng ngập trong tiền, suýt thì khiến bản thân mệt lử. Nhưng cậu không biết giải thích chuyện này với bố như thế nào. Chính lúc này có người lang thang tên JK, chỉ an ủi cậu vài câu, Matt đã rút ra mấy tờ tiền nhét vào tay ông ta. Mặc dù người đó chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nhưng JK cho rằng không thể lấy tiền của trẻ con. Ông ta vội đuổi theo, định trả lại tiền cho Matt, nhưng ngay sau đó bị ô tô đi qua đâm trúng. Matt rất sợ hãi, cậu đến gặp bạn bè bàn bạc. Lively đề nghị cho ông ta một ít tiền bồi thường. Vì vậy khi JK xuất viện, Matt mang xe sang đến đón ông ta. Ông ta chưa từng được ngồi xe sang nên rất kích động. Sau khi xuống xe, JK được đưa đến khách sạn 5 sao. Matt chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để ông ta trải nghiệm cuộc sống giàu sang. Một lần, khi bọn họ về nhà thì thấy rất vui vì đã giúp được người khác. Nhưng trên đường họ nhìn thấy rất nhiều người lang thang và đứa bé ăn xin. Ba người quyết định dùng số tiền từ chiếc quần để làm việc có ý nghĩa. Khi lên mạng họ phát hiện, có nơi tại châu Phi trẻ con không có nước uống, cũng không có cơ hội đi học. Lively ghi chép lại những địa điểm này. Sau đó họ bắt đầu liên tục móc tiền từ trong túi quần, rồi đặt trong hòm thư gửi đến nơi cần thiết. Nhưng họ không hay biết, ngân hàng phát hiện có số lượng tiền lớn không cánh mà bay. Mà khi xem camera lại không có phát hiện gì. Chuyện này quá kỳ lạ, cảnh sát cũng không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng xã hội đen trong vùng đã biết tin Matt có chiếc quần thần kỳ. Hóa ra chiếc quần đó được bọn chúng phát hiện dưới đáy biển, nhưng trên đường quay về lại bị cảnh sát tóm được. Chiếc quần bị vứt cạnh thùng rác. Đến tối khi Matt với bố xem TV, tin tức đưa tin về việc tiền trong ngân hàng biến mất. Matt rất hoảng loạn, cậu nói với bố về chuyện chiếc quần, nhưng bố cậu không tin, vì thấy chuyện đó quá vô lý. Nhưng khi thấy con trai liên tục móc ra tiền, bố Matt cũng hoảng rồi. Anh thấy chiếc quần này sẽ gây ra phiền phức. Khi bọn họ ngủ say, xã hội đen đã lẻn vào nhà. Chúng bắt bố Matt, nhân lúc bọn chúng sơ ý Matt âm thầm lẻn ra ngoài. Khi bọn xã hội đen phát hiện ra thì Matt đã đạp xe bỏ chạy. Nếu bạn có một chiếc quần có thể biến ra rất nhiều tiền, bạn sẽ dùng nó để cứu bố mình không? Matt thoát ra ngoài thì đến nhà David, cậu quyết định dùng chiếc quần để cứu bố. Nhưng lúc này qua camera tại trung tâm thương mại, cảnh sát phát hiện gần đây Matt bỗng giàu lên. Họ xác định cậu là đối tượng tình nghi. Sáng hôm sau, lão đại xã hội đen William gọi điện cho Matt. Ông ta bảo cậu giao ra chiếc quần, nếu không sẽ giết bố cậu. Ba người đến địa điểm được chỉ định. David cầm tiền chạy ra, bảo mình là người họ muốn tìm. Sau đó David bị dẫn đi, còn Matt với Lively thông qua GPS xác minh được vị trí của David. Matt đến tìm JK, nhờ ông ta lái xe đưa họ đi giải cứu bố cậu. Họ dựa theo định vị để di chuyển, ai ngờ cảnh sát cũng đuổi theo. Khi vào đường nhỏ, JK bảo họ mau xuống xe tháo chạy, còn ông ta sẽ lái xe dụ cảnh sát đi hướng khác. Matt với Lively trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đến căn cứ của bọn xã hội đen. Lively tìm được một thùng xăng rồi đổ lên chiếc quần. Sau đó cô bật lửa. Matt bảo William thả bố cậu ra, nếu không sẽ đốt quần. William đành phải thỏa hiệp. Ông ta bảo thủ hạ dẫn bố Matt với David ra ngoài, sau đó bảo Matt mang quần qua đây. Một tay giao người, một tay giao quần. Thấy bạn bè với bố đã rời đi, Matt vứt quần xuống đất rồi xoay người định đi. Nhưng William không định tha cho họ. Trong lúc nguy hiểm, JK lái xe đến đây. Ông ta xoay xe đánh bay một tên xã hội đen. Matt nhân cơ hội nhặt cái quần, rồi nhảy lên xe tháo chạy. Nhưng đám xã hội đen bám giết theo sau, thậm chí còn rút súng tấn công. JK không may bị bắn trúng, ô tô mất kiểm soát đâm vào bên đường. Lúc này JK đã ngất xỉu, bọn họ đành phải bỏ lại xe và tháo chạy. Họ chạy đến một công trường, xã hội đen cũng đuổi theo. Không lâu sau, William đã ép Matt đến đường cùng. Lúc này Matt uy hiếp ông ta sẽ vứt chiếc quần xuống dưới. Trong lúc nguy hiểm, bố Matt đuổi đến đánh nhau với William.
nhưng bố cậu không phải đối thủ của ông ta, nên nhanh chóng bị đánh bại. Chính vào lúc này Matt cầm súng chĩa về phía William, sau đó vứt quần cho bố cậu. Lúc này cảnh sát cũng đã đến nơi, có nữ cảnh sát đi lên bảo bố Matt đưa quần cho cô ta, nhưng bố cậu do dự một lúc rồi ném quần xuống dung nham. Chiếc quần thần kỳ này đã bị thiêu rụi. Toàn bộ băng đảng xã hội đen cũng bị tóm gọn, còn nhóm Matt vì không có chứng cứ nên họ được tha. Không biết các bạn đang xem video có muốn một chiếc quần như thế này không? Video đến đây là hết, hẹn gặp lại.